Lại xin chào toàn thể các bác thợ đánh chim đêm nhé. Ngày hôm nay thì xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới mắt 8 phân sợi cước 20. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về dòng lưới này, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán này. Bác nào mà đang nhu cầu sử dụng về lưới đánh chim đêm, đặc biệt trong cái thời điểm này các bác cần đang đặt lưới vạc này, lưới rẽ này, lưới đánh chích đánh gà nhiều, thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại để góc màn hình video nhé. Thực tế lưới khi lên lưới này thịt nhiều, khoang túi mở chuẩn, anh em đánh thì yên tâm, con chim nó vào chống chèo rất là tốt. Thì về thông số lưới của dòng lưới này thì tính từ cái chân diềm cuối cùng này lên tới trên đỉnh là 100 mắt thì anh em nhân với 8 nó là 8 mét. Thì khi có túi thịt vào thì miệng túi thường thường mở khoảng 57. Thì được mức thịt như thế này. Đấy, chống gió thắt ra 18 mắt trên 50. Đấy, lát nữa quay cho anh em xem chống gió. Đây chống gió đây. 18 mắt trên 50 thì anh em tính đấy, từ chỗ tay em chỉ sang chỗ này là 50 phân là 18 mắt, nhiều thịt. Nhôi cọc anh em mua lưới bên cơ sở nhà em là hoàn thiện hết rồi này. Đó. Đấy, hoàn thiện hết. Đấy thì lưới này thích hợp anh em đánh ở trên cái sào là 4 mét. Đấy, khi hoàn thiện rồi nó cao cả bụng túi, nó cao tổng khoảng gần 3 mét anh em. Đây, thịt lưới này. Và toàn bộ lưới thì chạy bằng dây viền. Ôi đứng á. Khổ nó ra. Sát sinh. Sát lưới chích ấy được một em tete. Rất là quan. Quỷ béo. Đấy, còn lưới này thì anh em mua về thường thường là đánh tu hú ở trong cái thời điểm này này, đánh chích này, đánh gà này. Đấy, ví dụ te vào dính bình thường, những con chim to thì đây là cái dòng lưới đánh tổng hợp những cái loại chim lớn. Thì lưới này nó sẽ có hai khổ nhé, khổ 50m và khổ 100. Thì đây thường thường cái đầm này đánh 50m hết anh em, đánh 3 cọc. 50m đánh 3 cọc. Còn lưới thì thực tế giới thiệu ở trên video về thì các bác trải nghiệm, các bác đánh thì các bác biết được. Đấy, lưới tốt hay không tốt, đấy, bền màu hoặc là bền sợi hay không. Đấy, còn căn bản là đặt niềm tin cho nhau thôi anh em. Đấy, bên cơ sở nhà em làm lưới tính đến nay thì đánh chim thì đánh được mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi. Đấy, còn về lưới này thì làm được khoảng 13 năm, 14 năm. Đấy, thì cũng đúc kết khá nhiều rồi. Và thực tế nữa là mình đánh chim ở ngoài đồng ấy, thì con chim nào nó trèo nhiều thì mình đã có kinh nghiệm rồi. Còn ví dụ như con này thì nó vào lưới rẽ run thì nó chết 100%, không lệch đâu được, to xác nhưng không đạp được. Những dòng chích, dòng gà thì nó đạp khỏe, trèo giỏi. Thì anh em đánh cái dòng lưới này thì yên tâm, ngủ buổi sáng con chim đóng vào túi rồi thì cũng không trèo được. Đấy, ví dụ như đây cánh ngoài này, nhiều thịt anh ạ, thịt nhiều mênh mông đấy. Thì rất là nhiều thịt thì khi con chim nó đóng vào thì nó dối ngay, nó lật con chim lại nó ngã ngửa. Thì chúng ta chỉ việc bắt thôi. Đấy, còn ngoài bán lưới này ra thì bên cơ sở em là bán loa đài đánh chim đêm nhé. Thì bác nào trong cái thời điểm này cần thì liên hệ cho em. Số điện thoại để ở góc màn hình video. Chào các bác đây.